chú ý nè, thế mà ông có ló mặt ra thì tụi bay nhìn cho kỹ nha. Cái ông đó nhìn quá dị lắm á, mắt ổng sao mà có giật giật nó ghê á. Giờ mà tôi gặp lại là tôi nhận ra liền á. Anh gọi cho em nữa anh bảo. Xong rồi đi về, chú đứng đây, ổng ra ổng đục mặt cho. À, quyết định gì đi. Im đi, ổng ra kìa. Ông lão đó là ai? Tại sao khi nãy tao hỏi gì mà gì cũng không biết? Bà ngoại còn nói tao là tào lao nữa. Là sao? Hồi giờ em cũng nghe người lớn hù ở đó có phù thủy, sợ ông chết. Mà ông này nhìn hình khô à. Liệu ông lão này có phải là ông già bán bông bóng không? Vấn đề là nằm ở chỗ đó đó. Mình phải tìm ra mối liên hệ giữa ông Tám, ông lão bán bông bóng với quyển sách này. Nhưng mà điều trước tiên làm á là phải giữ quyển sách này cẩn thận đã. Yeah, thề sẽ giữ quyển sách đến cuối cùng. Chứ không phải để có chỗ cho ông chơi cho đã hả? Anh bảo mà ông thừa cổ tích là bị nhốt luôn á. Biết rồi cô hai. Để tôi đọc lại. Ê Bình, mày tao đi chơi không Bình? Ừ, nhưng mà tao vẫn thấy lấn cấn cái gì đó. Tại vì khi mà mình lọt vô đó, mình không có chủ động được dưới cái hình dạng gì hết. Lúc thì làm lính, lúc thì làm khỉ, thấy ớn quá. Mà không phải muốn vô chuyện nào là vô đâu. Cứ như là có sự sắp xếp ở đâu rồi đó. Ừ, giống hôm bữa tao dằn Bình làm lính trong chuyện ai mua hình tôi á. Tự nhiên à. Ê, im lặng đó. Suốt ngày cứ tự nhiên này tự nhiên nọ, miệng ăn mắm ăn muối không à. Đâu vậy anh Bình, chị Việt? Cái quần áo của mấy anh chị dơ bẩn dữ vậy. Bình, ông có thấy quen quen chỗ này không vậy? Có ai đây đâu mà biết. Thôi đi hỏi thằng Bảo đi. Đi chút. Ê, bờ sông kìa. Ê Bảo, tụi tao bị lọt cho chuyện gì vậy? Ai mà biết. Trời, ông nói cái gì vậy? Thì cuốn sách rơi xuống cái bụp, khi cầm lên mất cái dấu, ai mà biết. Trời ơi, vậy mình nói tính bơ. Tụi bay đi cơn biến nha. Ê Bình, lấy nữa coi chuyện gì rồi kêu tao coi tiếp nha. Thôi bye. Ê, ê, Bảo, ê, Bảo, Bảo. Trời ơi, cái gì vậy mấy cha? Con ngủ mấy cha con không cho tôi ngủ đi. Đây 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 đi qua đây đây qua đây 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 vô kia đây vô đây đây biên đây 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 quỷ heo. Đang giờ ô ô ôi heo ơi, heo ơi, heo ơi, heo ơi, heo ơi, út 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 heo ơi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, cho tôi hỏi thăm á, nãy giờ anh ở đây anh có thấy ba con heo này vô đây không anh? Đi tìm vô, ở đây không có heo. Dạ em xin lỗi. Lỗi là
ơi bà chị ơi, bà chị ơi, đi ra chỗ khác tìm đi, bà cứ xào quần ở đây sao tôi ngủ. Heo ơi, ba con ơi, ba con ơi, trời, con mà đi tối người ta bắt với con ơi, về đi với má con ơi. Trời ơi, tôi mệt chứ bà này quá. Giờ không chỉ heo vô bả, dám phải xào quần ở đây ngủ cũng không được. Thầy dậy rồi vậy. Dạ dạ. Dạ bà chị muốn tìm heo phải không? Dạ dạ dạ. Anh thấy ha, anh thấy heo. Bây giờ tôi chỉ bà chị tìm được heo. Bà chị đi khuất cái chỗ này cho tôi ngủ được không? Ủa, anh thấy ba con heo em chạy ngang đây hả anh? Thôi không có thấy. Vậy sao anh, sao nhưng tìm mà tôi có cái cách tìm của tôi. Tôi tìm được heo cho chị. Chị đi khuất cái chỗ này cho tôi ngủ nghe chưa? Dạ 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 dạ, anh tìm, em sẽ đi khuất. Thì thế à? Đây. Cái mũi. À, là sao? Là mình hít, mình hửi, mình tìm mọi người xung quanh bằng cái gì? Mọi vật xung quanh bằng cái gì? Bằng cái lỗ mũi này. Đúng không? Bởi vì sao? Mỗi một người, mỗi một con vật, mỗi một đồ vật, mỗi một thú vật đều có một cái mùi riêng của nó, hiểu không? Tôi tìm bằng cái này. Nhưng mà nhớ nha, tìm xong rồi là đi chỗ khác cho tôi ngủ nha. Dạ, dạ, có gì liền, có gì liền, không có ở đây hết. Tôi là huyền đâu rồi. Được rồi, để tôi tìm đó. Xích ra đi, cái mùi giấm xích ra đi. Bà vậy còn đứng trước gió nữa, chịu không nổi bà luôn á. Cái gì đâu mà. Sao đi kiếm mà vô ngồi vậy thầy? Sao thầy? Rồi. Dạ. Không rồi đó. Dạ tự nhiên vậy cái xong thầy đi tìm heo cho con mà con đâu có heo đâu mà sao? Bình tĩnh la hoài. Đứng lên. Về hướng bên đây, đi thẳng vô. Làm gì thầy? Đám heo nằm trong đó đó. Có không thầy? Trời ơi, có nó nằm trong đó, làm ơn dắt cái bầy heo của bà đi giùm tôi đi, cho tôi ngủ chứ bà nội ơi. Khỏe rồi, khỏe. Ngủ rồi. Các con của mẹ. Sáng giờ mấy con đi đâu mà mẹ nhớ mấy con á, các con của mẹ. Ba cục cưng của mẹ nha. Về nhà nha, trộ đi từ sáng cũng mệt lắm phải không? Thầy ơi, con có ba con heo rồi. Thầy ơi, con dễ thương quá. Thầy ơi, con đánh con. Ơn đền đâu trả. Trời ơi, thầy giúp con mừng quá. Thầy lấy con về nuôi con biếu thôi. Con biếu thôi. Thầy không được từ chối, tại cái tánh con mà thầy từ chối không có được đâu. Con mà muốn rồi là mới được. Được. Thầy, trời ơi, con còn nuôi thầy hả? Con. Ô, nặng quá, mệt quá. Rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Rồi. Con đi về nha. Đi. Mà, con quên nữa thầy. Gì? Thầy là người của làng nào á, để con biết mà con về con còn khoe với dân làng nữa. Để mà sau này làng con mà có ai mắc trộm gì á, con nhờ thầy giúp đỡ nữa. Thầy người làng nào thầy? Thôi khỏi đi, khỏi. Cái nghề của ta mà mỗi lần ta mà làm là hao tổn nguyên khí lắm, hiểu không? Mà làm vậy thì ta chống mệt lắm, hiểu không? Thôi khỏi, ta không thích khoe khoang, không thích danh vọng. Mà thầy là người làng Quang Vinh. Quang Vinh. Rồi, con biết thầy, con sẽ không khoe ai hết. Thầy là người làng Quang Vinh. Rồi, sao về. Dạ con cảm ơn thầy
gì rồi rồi đi. Công 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 đi qua đây, qua đây. Công 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 trời ơi, bây giờ làm sao đây? À, thôi kệ đi, tùy cơn biến vậy. Nhưng mà mình bị lọt vô đây để mà làm gì vậy? Lúa, mắm, muối. Về đây mẹ cho ăn bánh. Ủa, người ta kêu ai vậy? Ờ, chắc là mẹ tụi mình á, mình đi theo mẹ đi ha. Ờ, à, vậy đi, đi. Dạ, nhanh lên tụi con. Dạ. Dạ. Mẹ để dành cho cha tụi con. Cha con. Cái con bé này, cha mới đi có một thời gian mà quên cha luôn rồi hả? Mắm, con đem vô trong bếp á, cất rồi lấy cái rổ đậy lại chứ để một hồi mèo nó tha nha không? Ừ, dạ. Cha, cha con. À, cha con đi đâu mà lâu về quá vậy mẹ? Thì cha con đi học nghề. Lần này nữa là không dưới 10 lần rồi. Mà không biết có làm nên trò trống gì không nữa. Hồi sáng á, mẹ có gặp bà Tư bán bánh. Bà nói là bà gặp cha con sơ rơ xác rác ở làng bên đó. Thế nào trưa nay cũng về nhà. Chào bà vợ yêu dấu của tôi. Dữ không? Tôi tưởng đó ông đi luôn không về rồi chứ. Trời ơi sao mà đi được. Rồi con heo nãy đâu ra vậy? Thôi rồi 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 xong. Rồi thôi đi kiếm ăn đi. Rồi xong đi. Để tao trình bày với mẹ bay một chút nha. À, là ăn dây. Tôi làm công chuyện cho người ta, cho nên người ta mới biếu tôi cái con heo này. Làm công chuyện người ta biếu, không tin được luôn. Trời ơi, bởi vì vợ tôi không bao giờ tin tôi á. Trời ơi, ba đứa này, cha về không ra mừng cha vậy. Ai, lại đây coi, cha, lâu quá ha. Ai, chào tụi con. À, cha đi lâu quá, nhớ cha không? Nhớ. Giỏi. À, coi có gì ăn cho tôi ăn cái coi đói bụng quá. Có đồ ăn, nhưng mà bây giờ ông phải nói cho tôi biết là cái con heo này ở đâu ra. Để hôm nay tôi sẽ nói cho bà nghe, với cha sẽ nói cho tụi con nghe. Sở dĩ cha đi lâu như vậy là bởi vì sao? Cha đi học một cái nghề. À, nghề đó phải sử dụng cái mũi này nè. Nghề gì mà sử dụng cái mũi? Thấy chưa? Bởi vì bà không biết gì hết. Thôi được rồi, để tôi nói rõ ràng cho bà biết với cho tụi con nghe nha. Là ăn dây, có cái bà kia, bà bị mất ba con heo. Cha thấy bà khóc quá đi, cha mới sử dụng cái lỗ mũi của cha. Cha hít, 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 tìm ra được ba con heo. Cái bà mới tạ ơn cha bằng là một con heo đem về nhà. Bà nói thôi tôi tặng thầy con heo, coi như là đáp lễ. Bà thấy không? Chồng của bà được cái nghề hít rồi đó. Bây giờ người ta kêu chồng bà là thầy hít. Chà, giỏi ghê ha. Vậy giờ có ngon á, hít thử coi trong nhà có đồ gì ăn. Hít mà không ra nha, tôi cho nhịn đói. Được rồi, giỡn vậy. Tôi mà hít ra đồ ăn thì bà chịu thua tôi cái gì nè? Ừ, thì tôi kêu ông bằng thầy hít. Nhớ nha, nhớ nha tụi con. Nhớ mẹ tụi con nói gì chưa? Rồi. Rồi. Hít. Hít. Cố lên thầy hết, cố lên thầy hết, cố
Hôm nay nhà ăn bánh ú đúng không? Đúng rồi mà. Chứ sao, cha của tụi con mà. Sao ông hay dữ ta, hết cái chính xác luôn. Một thổi thành mười, tên tuổi thầy hít vang xa trong nước nên nhiều người nườm nượp xin ông giúp đỡ. Hít lại khéo léo biết lựa chọn từng vụ mà mình nắm rõ nên ngày càng được thiên hạ đồn đại, tên tuổi vang xa. Quá lạ, quá lạ. Tụi con mấy ở này có ai nói gì về cha không? Mấy ngày nay á, làng trên sóng dưới gì á, ai cũng đồn cha thầy hết đó. Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Nhưng mà cha đâu có tài gì đâu. Cho con biết. À không, ý cha muốn nói là cha giỏi như vậy tụi con không hãnh diện gì cha sao? Sức con thèm, cha đâu có hít nữa. Hít thư có mũi đó. Chuối. À không, muối. Em đừng có nói bậy. Mà cha hít á là hên xui thôi. Nhưng mà cha cũng đừng có đi khoe khoang nhiều vậy. Mang tiếng đó. Mang tiếng cái gì, hên xui cái gì. Cái ông nhỏ này bữa nay mình đặt lên tiếng dạy đời tôi nữa hen. Thánh chị tới. Ta là sứ giả của hoàng thượng. Nay trong hoàng cung vừa xảy ra vụ mất trộm động trời, là thứ bảo vật vô cùng quý giá. Truyền Lê Văn Mịch, tức kẻ tự xưng là thầy hít, vào kinh gấp để tìm kiếm. Nếu kiếm được sẽ trọng thưởng, bằng không sẽ kiếp vào tội khoác lá lừa đảo thiên hạ, chém đầu làm gương. Mau thu xếp theo ta về kinh. Bụng làm thì dạ chịu, bụng làm thì dạ chịu. Trước sau thì cũng chết, lại còn mang nhục nữa. Thôi, đành lửa cái chết nào ít đau hơn. Vợ ơi, các con ơi, thôi, cha dính bị mọi người. Trời ơi, sao mày làm vậy dồn đi thầy ơi thầy. Thầy ơi cô... Tại sao thầy tự tử gì vậy thầy? Biết cái gì, mộng làm thì dạ chịu. Thầy ơi, con đang nghĩ thầy, con trông ngàn lại thầy, con mong thầy rút lời lại cái ai lời thầy ơi thầy. Cũng chưa vậy. Tại thằng bụng nó nghèo, nó khổ, nó đói, nó khát đó. Nó mới là âm mưu kêu con với nó âm mưu đi ăn cắp con mùa vàng đó thầy ơi thầy. Chứ không phải là con của thầy. Con xin thầy, con xin thầy. Thầy ơi. Nghe thầy phán đây các con. Dạ. Thầy nói cho các con biết. Thầy lặn xuống dưới, vua Thủy Tề đã nói cho thầy nghe rồi. Thầy đã biết hết mọi chuyện rồi, chứ không phải đợi các con nói thầy mới biết. Vua Thủy Tề cũng nói với ta biết là hai người là làm chuyện đó. Mà cái báo vật này là sao? Báo vật này là cái cường quốc ở nước ngoài đó, người ta đem hết, người ta tặng cho đất nước của chúng ta. Mà bây giờ để xảy ra cái tình trạng như vậy thì làm sao ăn nói với người ta được, đúng không? Các con mau khai cho ta biết. Dạ. Sao rồi? Ê đâu? Dạ con. Nó lại đây mày. Thôi thôi, để đâu. Rồi, ta coi như là không biết thật. Dạ, con đổi anh thầy. Không sao.
lên đường. Dạ, dạ, lên đường, lên đường. Và muôn tâu đức vua thần đã phát hiện ra đôi kim quy và ngân quy đang ẩn mình với ba tấc đất trong cái kim chậu này à. Kính xin đức vua cho lính lệ mau bắt chúng nó lên à. Ngươi có nói thật không đó? Dạ 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 dạ, chính xác là như vậy à. Được rồi, lính đâu? Dạ, hãy đào lên cho ta. Dạ. Hả? Dạ, dạ hoàng thượng. Hoàng thượng. Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi giỏi lắm. Dạ. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Dạ, 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 đội ơn đức vua à. Ê, ê, cái chuyện đó là bụng làm dạ chịu đó. Ừ. Một hôm lính triều đình đến nhà ra lệnh vua bảo rằng ông phải nhận lệnh đi sang tận bên Tàu. Nguyên do vì vua bên Tàu bị mất trộm một vật quý trong cung. Nghe tiếng ông hít giỏi nên sai sứ giả rước ông qua để trổ tài hít. Bây giờ Ngọc Hoàng có xuống đây cũng không cứu được ông nữa. Thì bây giờ mà lo mà cứu tôi trước đi. Cần gì Ngọc Hoàng? Bây giờ bụng làm thì dạ phải chịu thôi. Tự ông gây ra bây giờ ông phải gánh lấy. Trời ơi, mà bây giờ liên quan tới vợ con nữa nè mới khổ. Trời ơi, lúc đó tôi ủy cơ, tôi ứng biến ứng phó chứ tôi có biết cái sự thể nó xảy ra giờ vậy đâu. Rồi tự nhiên cái vụ thầy hử thầy hết của tôi nó lớn quá tới bên Tây bên Tàu của bên đó bắt tôi qua tôi hử tôi hết. Trời ơi, các con cha các con ơi. Giờ cha mẹ tính làm sao đây? Trời ơi, tính gì nữa, nó dám chết rồi. Thì cha con nói thẳng là mình không biết hết gì đi. Như vậy là tội khi quân nó nhóc. Nhà vua sẽ biết là cha từng lừa nhà vua là bay đầu như chơi đó. Kỳ này ghê thiệt á. Ngay cả bên Tây bên Tàu cũng mời cha sang hít nữa. Cha mà không đi á là chiến sự nổ ra như chơi luôn á. Trời ơi, bà ơi, chiến sự nổ ra. Con đã nói cha đừng làm rồi mà. Cha đừng có nhảy xuống sông tự tử nữa nha. Không có dạ bụng mà cứu đâu. Ủa sao không biết hay vậy? Cha cũng không biết tiếng Tàu. Dù có nghe lỏng đến đâu cũng vô ích thôi. Trời ơi, trời ơi, biết hết trơn hết trọn rồi trời.
Bây giờ cha mà có nhảy xuống sông tự tử á là bị cua kẹp mũi như chơi. Không có vua thủy tề nào dưới đó cho cha xuống thăm đâu. Thôi trời ba đứa đứa nào nó cũng biết cái tay của tôi rồi. Bây giờ không có vua thủy tề, không có nhảy xuống sông. Ai Quang ơi, Quang ơi, con lại Quang, con xin lỗi Quang ơi. Con không biết mắt nhắm mắt mở kiểu nào đi đâu, cái lột bà nó xuống dưới mương cua kẹp rồi nó sưng cái lỗ mũi vậy. Bây giờ còn hết con hửi cái gì nữa Quang ơi, lỗ mũi của con bây giờ nó hết đẹp rồi. Quang ơi tha lỗi giùm con, Quang ơi là Quang. Chuối, em làm hơi quá tay rồi đó nha. Lần sau là đến lượt tôi với Bon hay chưa? Ở nhà chán muốn chết. Ê chuối, em làm cái mũi của ông đó sưng dù đỏ chét đẹp quá à. Mấy đứa nhỏ ơi, đây là ông Tám, bạn bè xa vắng mấy chục năm. Hèn sáng, hèn dễ sợ. Còn ông nhỏ phải mong muốn, tại sao lại có một kẹp công việc? Trời ơi, mày không muốn lên con thủy nữa. Con gì vậy đi trời? Đúng rồi, năm con quỷ, năm con quỷ. Mà từ đâu ra vậy ta? Hàng này thấy không có ai mà con. Yên, đọc đi. Bon mà nói một lời gian dối.